Xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ bonsai cây cảnh, cây hải châu, lá rí. Mời tất cả các bạn cùng xem bonsai cây cảnh, cây hải châu, lá rí. Xin mời cả nhà và các bạn cùng xem cây hải châu lá rí cực kỳ nhỏ và làm bonsai cây cảnh. Mời cả nhà và các bạn cùng xem nha. Thưa các bạn, đây là cây hải châu lá rí các bạn ạ. Lá nhỏ, cực kỳ nhỏ, giống như lá sam các bạn. Mời các bạn cùng xem. Đó các bạn. Thấy không các bạn? Đây là một giống hải châu lá cực kỳ là nhỏ luôn. Nhỏ rí luôn các bạn. Mà đặc biệt hơn nữa là các bạn xem cái cây này là nó khác những cái cây lá rớn lớn kia các bạn. Đặc biệt Trần Canh sưu tầm giờ làm clip cho các bạn xem, các bạn thấy nội dung này hay thì các bạn hãy like và đăng ký kênh Trần Canh Optical. Trần Canh sẽ bung cái cây này ra cho các bạn xem. Đó các bạn. Đây là một giống hải châu lá cực kỳ là rí luôn nha các bạn. Và mình sẽ làm bonsai. Cây này thân tuy nó nhỏ nhưng mà mình sẽ làm bonsai cho các bạn xem. Mà bộ đớ nó rất là to. Sau khi cái giống này nứt mình sẽ lấy mình ghép những cây khác rất là tốt. À, các bạn thấy không, cái đớ nó rất là đặc biệt này các bạn. Đây. Cái đớ cây này rất là to nhưng mà nó lũa như thế này nó sẽ nứt lên 5 cây con, Trần Canh vẫn đỡ 5 cây để mình vô dây mình sẽ làm bonsai cây cảnh, cây hải châu lá rí cho các bạn xem. Cái thân cây này cực kỳ lạ hơn mấy cây khác nha các bạn. Từ dưới lên trên là nó đều có cái gai hết. Thấy không các bạn, thấy không? Này, gai nó rất là vững luôn. Trong nó to mà đầu hoài nó nhọn. Đó các bạn thấy không? Này, gai nó nè. Đây là một gai nó còn lại nè. Đó. Từ dưới lên trên là đều có gai hết. Có gai hết. Này, lá nó như là sam. Cực kỳ là nhỏ, nhỏ rí luôn các bạn. Các bạn thấy không? Giống này rất là hiếm nha các bạn, rất là hiếm, hiếm có. Mà nó là cái phong cây nó ra rất là đẹp luôn, ra tự nhiên rất là đẹp luôn. Ấy da, gai, chà, gai các bạn ơi. Nó gai lắm, mình cẩn thận không mà châm. Đây là
Để lại năm thân nha các bạn. Nó lụa, tuy cây này nó lụa rồi nó sẽ nứt lên một cái chi này. Đều rất là đẹp. Chi này 1 2 3 4 5. Đó, bạn thấy không? Rất là đặc biệt luôn. Đó này. Nó nứt theo cái tự nhiên của nó nhưng mà đúng cái sự sắp xếp của mình. Đấy, các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Sau khi Trần Canh sẽ vô dây cái cây này các bạn xem cực kỳ là hấp dẫn luôn. À, bây giờ là chưa vô dây nha các bạn. À, rất là đẹp luôn. Mình rất thích là cái phong cây này. Phong cây này khi nó lên là như cần cua các bạn. Rất là đẹp. Lá xìu rí luôn. Và mời các bạn xem tiếp theo cũng là cây hải châu lá rí luôn các bạn, mà dòng lá này là nó bóng hơn, láng hơn và dày hơn à, cũng là rất là đặc biệt luôn. Nó đang ra bông ra trái này các bạn, bông của nó này các bạn thấy lá cực kỳ rí không, bóng mượt luôn và dày luôn. Bông á. Cây này cũng đang ra bông này các bạn. Lá cực kỳ đẹp luôn. Đó, đang ra bông, các bạn thấy bông không? Đó. Đây là bông của cây hải châu lá rí, nó khác với lại cây hải châu lá trung và lá lớn nha các bạn. Các bạn phân biệt nè. Đó. Cái bông của nó là khác luôn. Tiếp theo một cây lá rí cái dòng khác nữa các bạn. Cái này các bạn, dòng này một dòng khác nữa nè. À, lá này cũng cực kỳ rí luôn, đang ra trái này các bạn, trái nó này. Ở trái nào, trái này đó, trái chưa. Rất là hấp dẫn luôn. Cây này lá giống như lá sam các bạn, như lá sam mà đặc biệt giống cây lá rí là từ gốc lên tới ngọn là nó đều có gai như thế này các bạn. À, gai nó mà gai nó rất là dữ dằn luôn, gai cực kỳ là nhiều luôn. À, hôm nay Trần Canh Optical chia sẻ cho tất cả các bạn cây hải châu lá rí rất là đặc biệt. Nhưng mà lá rí thì các bạn phải phân biệt nó nhiều loại lá rí nha các bạn. Đó. Theo như Trần Canh được biết là nó tới hai ba loại lá rí chứ không phải là một loại lá rí nhưng mà lá nó tròn, một loại lá rí nó là nó dài. À, một loại lá lý nữa là nó dày. Đây các bạn, phong của nó nè, lá này lá rí cực kỳ dày luôn, lá rất là dày các bạn, dày mà bóng. Ồ, dày dày lắm, rất dày luôn. Đang ra bông ra trái, trái nó nè. Bé nào Hương? Dạ, lấy một cái phía đây 20 thôi anh.
hết hết kẹt à. Đây này các bạn, đây cũng là một giống cây lá rí nữa đây các bạn. Đó các bạn thấy không? Nó loại cây lá rí này nó lại khác lại lá rí nên là các bạn, không? Thành cho nên là các bạn mới chơi cây trân châu thì tưởng rằng là một loại lá rí lá nhỏ, nhưng mà theo như Trần Canh được biết thì nó có ba loại lá rí nha các bạn. Hôm nay thì khác siêu rí, đây lại khác nữa. Còn một thằng lá rí này nữa các bạn, thằng này lại lại khác nữa các bạn, rất là nhiều rồi lá rí đó các bạn. Này các bạn rất là nhiều loại. Nếu như các bạn chơi cây hải châu thì các bạn phân biệt được, cũng như Trần Canh chơi hải châu vậy các bạn. Thằng này cũng là một loại lá rí nhưng mà lá rí trung các bạn. Đó, rất là đẹp luôn, lá chím lại rất đẹp này các bạn. Đó, các bạn, cái này là lá, này lá cánh sen nha các bạn. Bây giờ thấy cánh sen không? Lá cánh sen rất đẹp luôn, lá tròn như một cánh sen. Khi nào cây này ra trái thì Trần Canh sẽ làm clip cho các bạn xem trái của nó đẹp. Đây là lá rí cánh sen các bạn. Hôm nay Trần Canh chia sẻ cho các bạn là cây hải châu lá rí, nó có rất là nhiều loại cho các bạn biết. Thì các bạn biết sao chứ, theo như Trần Canh thì Trần Canh biết rằng là nó có rất là nhiều loại. Và đặc biệt cây này là nó có đột biến nha các bạn. Đây, lá rí nhưng mà là như lá sam. Lá rí này như như lá sam luôn. Đó, các bạn thấy không? Đột biến. À, hai lá khác nhau không các bạn, chung một cây luôn này, lá nó đột biến mà trắng hơn này. Đột biến đây, khác lá này đúng không các bạn, mà trắng hơn. Thành ra đó là nhiều cây rất là đẹp, mình rất thích cái dòng cây này, là nó cái phong cây như cần cua các bạn. Sau khi mình làm là như cần cua, rất là hấp dẫn luôn. Thôi cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video của Trần Canh hôm nay chia sẻ về cây hải châu lá rí làm bonsai cây cảnh, cực kỳ là đẹp, cực kỳ là hấp dẫn luôn. Xin hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video clip kế theo có nhiều nội dung hay. Các bạn hãy like và đăng ký kênh Trần Canh Optical. Xin bye bye, hẹn gặp lại.